6 người chơi khiến các casino phá sản. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chị Bánh Xèo. Hôm nay, chị Bánh Xèo sẽ mang tới các bạn một chủ đề hết sức ấn tượng. Chủ đề này chính là liên quan đến cờ bạc đỏ đen. Nhắc đến cờ bạc, người ta thường nhớ đến những mặt tiêu cực của nó là tan nhà phá cửa hoặc là hoang phí tiền của. Nhưng thực ra, việc đánh cờ bạc vẫn mang lại rất nhiều lợi ích về mặt tinh thần, như là giúp người xả stress, giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng. Và quan trọng hơn là nếu biết cách chơi cờ bạc đúng cách thì bạn sẽ dễ dàng kiếm được rất nhiều tiền từ trên trời rơi xuống mà không cần phải tốn quá nhiều công sức, có phải không nào? Vậy làm thế nào để có thể việc đánh bạc trở nên đúng cách? Đúng cách là khi bạn kiếm được thật nhiều, rất nhiều và cực kỳ nhiều tiền từ đánh bạc. Và sau đây, hãy cùng chị Bánh Xèo tìm hiểu xem là danh sách những con bạc làm những sòng bạc phải phá sản nhé. Đứng ở vị trí thứ nhất là Gonzalo Garcia Pelayo. Nếu bạn vẫn còn tin rằng là cờ bạc phần lớn dựa vào vận may, đỏ đen thì bạn đã hoàn toàn sai lầm đối với Gonzalo rồi nhé. Ông vốn dĩ là một nhà toán học và làm việc như những kỹ sư âm thanh và nhà sản xuất cho đến những năm 90. Ông và các con của mình đã dành thời gian của mình tới những sòng bạc khác nhau để ghi nhớ và ghi nhận lại những con số đã hiển thị ra mỗi lần quay. Từ những dữ liệu mà ông ghi nhận được và tính toán trên máy tính của ông đã cho ra đời nguyên tắc của riêng mình về hệ thống cò quay. Và bạn không thể tin được đâu, người đàn ông này đã thắng được từ sòng bạc số tiền là 1,5 triệu đô, tương đương với lại là 34 tỷ đồng. Đến đây thì chắc bạn cũng biết được là chủ của sòng bài này sẽ như thế nào đúng không? Chính xác, người ta đã rất tức giận và quyết định kiện Gonzalo ra tòa vì tội danh gian lận. Phiên tòa này thậm chí là kéo dài 14 năm, từ năm 1990 đến tận năm 2004. Nhưng cuối cùng thì Gonzalo vẫn được trắng án và thắng kiện trở về. Thật tài năng đúng không nào? Số 2 là Paul Gauchon. Nhân vật thứ hai này sẽ khiến bạn bất ngờ đấy. Đoán thử xem người này là người nước nào nào? Đúng rồi, nhân vật mà chị Bánh Xèo muốn nhắc tới là đến từ Việt Nam đấy. Người đàn ông đến từ Việt Nam với biệt danh là Paul Gauchon cùng với đội của mình đã cướp hơn là 7 triệu đô từ các sòng bạc ở Mỹ từ những năm 2004 đến năm 2007. Cách làm của Paul đó chính là ông sẽ dạy những người chia bạc ở sòng bài 6 bài sai. Phương thức này đặc biệt đến nỗi làm cho thứ tự của các con cờ không bị thay đổi. Khi người chia bài bắt đầu phát bài, một thành viên trong ban đảng sẽ ngồi ở bàn đó và dĩ nhiên là anh ta sẽ biết luôn những quân bài nào sẽ xuất hiện tiếp theo rồi. Song song với đấy là sự trợ giúp của một chiếc micro nhỏ dùng để anh trao đổi với những người còn lại nên bóc bài hay là bỏ bài. Thật là tinh vi có phải không các bạn? Chỉ trong một khoảng thời gian dài, những chiêu gian lận này vẫn không bị phát hiện. Và cho đến khi một nhân viên an ninh của sòng bạc phát hiện ra cử chỉ kỳ lạ của một người ông nọ, rằng ông luôn thầm thì điều gì đó vào tay áo của mình. Và cuối cùng thì toàn bộ hệ thống đều bị phanh phui. Số 3 là Tommy Carmichael. Tommy Carmichael vốn là một công dân Mỹ lương thiện cho đến năm 30 tuổi, khi ông tình cờ tìm thấy được một chiếc máy đánh bạc cũ ở gara của nhà mình. Ông bắt đầu luyện tập đánh bạc với chiếc máy cũ kỹ tại nhà mình và nghiên cứu những nguyên tắc hoạt động của nó. Sau vài tháng tập luyện, ông bắt đầu hành trình của mình. Còn với Tommy, lợi dụng những lúc không ai chú ý, ông sử dụng chiếc móc nhỏ của mình và bắt đầu hành sự với những chiếc máy đánh bạc ở các sòng bài. Cho đến năm 1985 thì chiêu thức này của ông bị phát hiện và rơi vào tay cục cảnh sát. Cho những bạn đang nghĩ Tommy sắp kết thúc rồi thì không, câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Vào những năm đầu của thập niên 90, những chiếc máy đánh bạc được nâng cấp và phát triển không còn là những chiếc máy cơ thông thường mà trở thành những chiếc máy điện. Tommy lại tiếp tục mua về nhà mình chiếc máy đánh bạc thế hệ mới để nghiên cứu và tìm tòi. Sau nhiều tháng bỏ công sức ra thì cuối cùng Tommy đã nghiên cứu và phát triển được những thanh phát sáng đặc biệt có tính năng làm mù những tế bào quang điện của những chiếc máy đánh bạc. Ông tiếp tục áp dụng công nghệ này để làm nâng thanh phát sáng lên màn hình. Kết quả là Tommy đã thu về một số tiền khổng lồ ở mức khoảng là 230 triệu mỗi ngày vào thời gian đó. Cây kim để trong áo rồi cũng có ngày lòi ra. Đúng vậy, cuối cùng thì Tommy cũng bị phát hiện. Nhưng thay vì những năm tháng tù tội hay là những khoản bồi thường, người ta đã quyết định mời ông hợp tác với FBI và tới thời điểm hiện tại, Tommy vẫn đang làm việc cho Ủy ban phòng chống lừa đảo của ngành công nghiệp đánh bạc. Thứ tư là Dustin Mark. Bạn nghĩ là người chia bài thì có thể thực hiện những hành vi gian lận không? Có đấy, vì chính họ là những người được chạm tay vào bài cơ mà. Dustin vốn là một nhà ảo thuật gia. Ngay từ bé thì anh đã yêu thích các trò bịp và các mánh khóe, nên khi lớn lên, anh đã quyết tâm học hỏi, tìm tòi và trở thành một nhà ảo thuật gia nổi tiếng. Sau đó, anh quyết định rẽ sang một hướng khác. Điều kỳ lạ là trên con đường mới này, anh ta lại tiếp tục nổi tiếng. Nhờ niềm yêu thích và sự tin tưởng trong những mánh khóe với những lá bài, anh đã thực hiện trót lọt những trò gian lận và mang về lợi nhuận khủng cho các sòng bạc nơi anh làm việc. Sau cùng, anh cùng người bạn của mình quyết định thực hiện những phi vụ lớn hơn.
Ở đó, anh cùng người bạn của mình cũng là một người chia bài ở một sòng bài khác. Hai người chia vai trò cho nhau, người chia bài và người kia thì chơi bài. Cùng với những mánh khóe của mình, cặp đôi này đã trở thành cặp đôi đánh bạc giàu có nhất thời điểm bấy giờ. Thu nhập trung bình mà Dustin và người bạn của anh kiếm được là 100.000 đô la một đêm. Con số tương đương với lại là 2,3 tỷ đồng. Ai cũng biết là họ đã trở nên giàu có như thế nào. À không, là cực kỳ giàu có mới phải. Thứ năm là Luis Colavecchio. Luis từng là biểu tượng của những trò gian lận tại Las Vegas, Mỹ. Ông còn được biết đến với biệt danh là The Coin. Điều kỳ lạ ở người đàn ông này là ông thực hiện phương thức gian lận của mình mà không cần ngồi vào bài đánh bạc, chia bài hay là chơi bài. Thậm chí ông còn không cần chạm tay vào lá bài. Cách làm của Luis đó chính là ông ở tại nhà của mình và nghiên cứu làm ra những đồng bạc giả mà kích thước và hình dạng của chúng không khác gì so với những đồng bạc thật ở sòng bài. Nhờ vào cách làm đơn giản này, Luis đã kiếm được những khoản tiền đồ sộ từ các sòng bài. Chiêu thức này chỉ được phát hiện khi có sự tham gia và điều tra của thanh tra xuất sắc nhất FBI. Khi vụ án này được phanh phui, toàn bộ các sòng bạc trên khắp nước Mỹ đều phải ngỡ ngàng vì kỹ thuật của Luis. Nhân vật số 6 là Keith Taft. Keith Taft là người đàn ông lớn lên ở Mỹ. Từ nhỏ, ông đã được làm quen với cờ bạc, nhưng ông thậm chí còn chơi bài rất tệ, nên lớn lên ông hiển nhiên không hề liên quan đến ngành công nghiệp này. Cho đến khi trưởng thành, nhà khoa học này bất chợt nảy sinh ý tưởng nghiên cứu một cỗ máy có thể giúp người chơi và chiến thắng. Ông cùng con trai của mình đã mày mò nghiên cứu và cuối cùng họ đã cho ra đời cỗ máy Joker. Cỗ máy đã mang về cho ông số tiền cực kỳ lớn. Thiết kế của máy vô cùng đơn giản, bao gồm một máy tính cá nhân, một bộ pin, một công tắc và một cặp kính. Nguyên lý hoạt động sẽ là như sau. Máy tính cá nhân sẽ được đặt ở thắt lưng của người chơi và bộ pin sẽ ở trên người ở một người khác. Sau khi người chơi nhận được bài, người đó sẽ ghi nhận tất cả dữ liệu xuống chân và bộ công tắc ở chân. Ngay sau đó, kết quả ván bài sẽ được hiển thị ngay trên kính của anh ta. Với cách làm này, Keith đã kiếm được cho mình là 40.000 đô la mỗi ngày, tương đương với là 920 triệu. Hơn hết, ông còn quyết định bán thiết bị này ra thị trường và giúp cho những người chơi cũng nhanh chóng giàu sụ nhờ những khoản thu từ sòng bạc. Không may cho Keith là vào năm 1985, tất cả các sòng bạc trên nước Mỹ đều thực hiện luật cấm sử dụng những thiết bị máy tính ở trong sòng bạc, nên thiết bị của Keith cũng bị thất thu và không còn ai có thể sử dụng. Keith từ đó cũng mà từ bỏ sự nghiệp đỏ đen của mình trong suốt quãng đời còn lại. Điểm qua những nhân vật này thì các bạn cảm thấy như thế nào rồi? Dù thế nào đi chăng nữa thì những nhân vật này có tài năng đến đâu hay tinh xảo đến mấy thì thời gian dài lâu họ cũng sẽ bị phát hiện mà thôi. Quả là quả quýt dày có móng tay nhọn phải không nào? Các bạn hãy cùng theo dõi chị Bánh Xèo để cùng cập nhật những thông tin hấp dẫn hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh và chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ.